Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh đô 5 phút review. Ở tập trước, Diệp Phàm nhảy xuống sinh mệnh tuyền kỳ. Sau khi hồi phục, hắn hái nhân sâm quả trên thánh sơn khác. Trước khi rời đi, hắn thấy ngũ sắc tế đàn dưới vực sâu. Diệp Phàm nhận ra chính con rồng kéo quan tài chỉ là một phần trong hành trình dài. Chuyển sang tập 214 của Già Thiên. Vực sâu thái cổ này đã tồn tại rất lâu rồi, rốt cuộc nó chứa bí mật gì? Không ai biết được điều này còn truyền thuyết về nó thì nhiều vô kể. Rốt cuộc thì hoang ở dưới vực sâu là cái gì? Nó là một sinh vật, hay là một loại lực lượng, không ai có thể nói rõ ràng, có lẽ chỉ có đại đế cổ thì mới biết được. Nó là một vùng tối đen, như vực sâu không đáy, giống như có thể cắn nuốt tâm thần con người. Ngù sắc tế đang lẳng lặng treo ở phía dưới, không chút nhúc nhích, không biết lực lượng nào có thể làm được điều này, giống như từ xưa tới nay nó đều chưa từng di động chút nào. Nó cũng không trọn vẹn, không còn đầy đủ nữa, phủ đầy vết thương sau bao nhiêu năm tháng dài dàn dặt bề mật sáng bóng đã phủ đầy bụi rất bình thản và chân thực lặng yên tại đó trong lòng diệp phàm không thể bình tĩnh nổi thái sơn huỳnh hoặc cổ tinh cấm địa thái cổ tiếp theo là cái gì là tử vi cổ đế tinh sao đây là một con đường không thể biết trước được gì diệp phàm rất muốn thả người nhảy xuống tòa ngũ sắc tế đàn này nó có thể nổi với huỳnh hoặc cổ tinh có lẽ sẽ là đường về nhà hắn rất hy vọng có thể nghịch chuyển bước lại trên con đường trở về quê hương ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, khí tức hoang lại càng trở nên đậm đặc hơn. Như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, thân thể Diệp Phàm lập tức bị nó mãnh liệt xâm nhập. Hắn nhanh chóng lùi lại sinh mệnh tuyền trì để tẩm bổ, sau đó dùng ngọc tịnh bình đổ đầy thần thủy, bước đi như bay, chạy về phía Thanh Đồng Quang ở Thánh Sơn. Lựa chọn của Diệp Phàm thật chính xác, sau khi sắc trời ảm đạm xuống, vực sâu thái cổ này lại càng đáng sợ hơn, dường như có tuyệt thế hung thần xuất thế, dao động khủng bố lan tỏa mênh mông, cả trời đất dường như cũng phải rung rẩy khí tức của hoang trào ra, bao phủ khắp chính tòa thánh sơn. Sau đó còn hướng về phía những nơi xa của cấm địa, giống như ngày tận thế đang đến, không có chút tiếng động nào, chỉ có áp lực vô cùng vô tận đang phủ xuống. Diệp Phàm trốn bên trong thanh đồng quang, lặng lặng quan sát, trong lòng hắn đang vô cùng rung động, rốt cuộc thì dưới vực sâu có thứ gì, hoặc là có lực lượng nào đang tồn tại. Có lẽ chỉ có đại đế cổ sống lại thì mới có thể kháng cự được nó, hay là đây chính là khí tức của đại đế phát ra. Trong đầu hắn xoay chuyển vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Hắn ngâm hạt giống kỳ lân và hòn đá nhỏ bảy màu vào trong ngọc tịnh bình, dùng thần tuyền để bồi dưỡng chúng, sau đó, hắn lấy mấy khối cổ ngọc của vô thùy đại đế ra, ghép lại một chỗ. Bốn khối đế ngọc ghép lại thành một khối, hình thành một nửa bức bản đồ, chính long mạch bảo vệ xung quanh tử sơn xuất hiện, khiến hắn suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không biết tới ngày nào thì mới vào được. Cuối cùng, Diệp Phạm mở cái tiểu đỉnh bằng bạch ngọc ra, lấy ra một trái cây màu phấn hồng, nó như được khắc bằng phấn ngọc vậy, tuy nhiên chỉ lớn bằng nắm tay, giống như một con búp bê bằng phấn, trông rất sinh động. Hương thơm của nó thấm vào trong lục phủ ngũ tạng, tiến vào mỗi tất huyết nhục của hắn, mùi hương thơm ngào ngạt. Khó có thể kháng cự lại hấp dẫn của nó được, trong trái cây trong suốt này ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận. Trong một vùng tinh không khác, thần thoại truyền thuyết về thời thượng cổ có nhắc tới một loại nhân sâm quả, chẳng lẽ chính là bất tử thần dược này sao, có lẽ cũng không khác nhau lắm. Diệp Phàm cắn một miếng, trong miệng đầy hương thơm cả người được cùng sáng bao phủ hắn cảm giác như đang phi thăng cả người tràn ngập sương mù hắn cũng không ăn hết mà chỉ ăn một miếng sau đó ngồi xuống luyện hóa tranh thủ phát huy hết tác dụng của dược lực hắn muốn tiếp tục ở lại đây mấy tháng không có ý định rời đi chỉ trong nháy mắt thân thể hắn như đang bốc cháy vậy thân thể khô héo lập tức sáng rực lên bị ánh sáng nóng chảy này bao phủ đây là diệp phàm vô cùng kinh hãi vết thương đại đạo đã được làm dịu tuy chưa có dấu hiệu khép lại nhưng vẫn khiến hắn cảm giác thật thoải mái là mảnh nhỏ của pháp tắc thiên địa trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng sáng toàn thân lại càng rực rỡ thêm trong thánh quả này có lực lượng quy tắc trật tự nào đó chi khi nào đạt tới tứ cực bí cảnh thì mới cảm nhận được chính nhờ loại lực lượng này tồn tại thì vết thượng đại đạo của hắn mới sinh ra một chút sức sống đây là một dấu hiệu rất khả quan nếu ăn thêm một vài thánh quả nữa nhất định sẽ được cải thiện rõ ràng hơn bất tử thần dược không hổ là thánh vật vậy mà lại ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc thiên địa. Diệp Phàm biết đây là dược phẩm tốt nhất để chữa trị vết thương đại đạo. Trong đêm khuya thanh vắng, hắn ngồi im không nhúc nhích, từng bước luyện hóa trái cây này. Oanh! Đột nhiên, vào lúc sau nửa đêm, Diệp Phàm bị một âm thanh vang dội làm bừng tỉnh, cả vùng trời đất tại đây như là bị đảo ngược lại vậy, chính tòa thánh sơn cùng đang dao động mạnh. Len keng. Âm thanh xiền xích vang lên chói tai, giống như ma âm đến từ địa ngục, cùng cuộn mãnh liệt, vang động khắp trời cao dây xích sắt thật đáng sợ âm thanh như của thần chết vang vọng khắp nơi rét lạnh đến tận xương tủy như một tuyệt thế hung nhân đang thoát ra khỏi nhà giam địa ngục diệp phàm kinh hãi dựng tóc gáy hắn cảm nhận được một cổ sát khí tuyệt thế nếu không phải là đang ở trong thanh đồng quan rất có thể hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi hắn đứng bên cạnh thanh đồng quan ngừa mật nhìn lên trên thánh sơn trên lưng lập tức toát mồ hôi lạnh giống như lọt vào hầm băng ma vân vô cùng vô tận cuồn cuộn lao ra từ trong vực sâu như sóng nước cuộn trào, mơ hồ có thể thấy được mấy cái xích sắt khổng lồ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nối với nhau hướng lên tận trời. Một tồn tại đáng sợ nào đó đang bị xích xuống đất, đang kịch liệt giãy dụa ở phía chân trời, cả vùng đất này dường như sắp nứt ra, đồng thời còn có từng đợt gầm nhẹ truyền ra, vang vọng trong lòng người, như một ngọn núi lớn đang đè xuống. Đó là cái gì vậy? Diệp Phàm thì thào tự hỏi, năm đó bọn họ đến thế giới này, trong đêm rời khỏi cấm địa thái cổ thì cũng đã từng nhìn thấy dị tượng khủng bố này một lần trên thế gian có người bảo đó là hoang nô là một thế hệ nhân vật chưa bị thuần phục cũng có người bảo rằng đó chính là phân thân do hoang tự mình tạo ra khó có thể nói chính xác được diệp phàm lui về sâu bên trong thanh đồng quang tĩnh tâm ngưng thần tiếp tục luyện hóa thánh quả những thứ bên ngoài căn bản không thể làm lay động tâm thần hắn hắn quên đi tất cả không còn bị âm thanh này quấy nhiễu nữa tốn mất ba ngày diệp phàm mới luyện hóa xong một nhân sâm quả khiến nó phát huy tối đa dược hiệu tất cả tinh khí trong đó đều bị hắn hấp thu trong vết thương đại đạo, sức sống đã nảy sinh, có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, huyết khí của hắn tăng lên rất nhiều, cơ thể cùng khôi phục lại sức sống. Quả nhiên, vết thương đại đạo thì cần pháp tắc đến chữa trị, chỉ mỗi sinh mệnh tinh khí là không đủ. Diệp Phàm thì thào tự nói. Sau đó, hắn lại tốn thêm 3 ngày nữa để luyện hóa hấp thu một nhân sâm quả thứ hai, sinh mệnh nguyên khí lập tức tràn đầy, huyết khí màu vàng lượng lờ khắp thân thể. Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, lập lại việc hấp thu mảnh nhỏ pháp tắc đại đạo cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Có thần hiệu giống như thánh quả, thật sự giống như trong truyền thuyết vậy sao? Trong cấm địa thực ra chỉ có một gốc thần dược, chính loại thần quả đều là do nó sinh ra, không được coi là bất tử dược chân chính, tuy nhiên nếu có thể gom chính loại quả này lại một chỗ, thì có thể so được với thứ này. Một gốc cây chính kia tuy không sinh thành chính gốc thần dược, nhưng lại có chính cái thần căn biến dị, nếu hợp nhất dược hiệu lại, thì cũng có thể thay thế hai, ba gốc bất tử dược đương nhiên làm như vậy thì cũng có tai hại rất lớn bất tử thần dược luôn luôn chỉ có một mà thôi sau khi phân chia ra thì đã mất đi linh tính không bao giờ có thể phi thiên độn địa nữa pháp tắc thiên địa ẩn chứa trong đó cũng không đầy đủ và trọn vẹn chỉ có một lần nữa hợp nhất chúng lại mới có thể chân chính có tác dụng giống như bất tử thần dược trưởng thành thánh quả thứ ba bị dịp phàm thu lại hắn không hề ăn nó mà chuẩn bị đi lấy các loại thánh quả khác dùng để chữa trị vết thương đại đạo nhờ đâu gặp phải hoang nô thì phải làm sao bây giờ đây là vấn đề Diệp Phàm lo lắng nhất, không có khả năng lần nào cùng thoát hiểm được cả, nói không chừng ngay lần tiếp theo này sẽ bị đánh sụp, thần hình câu diệt cũng nên. Hắn đi vào sâu bên trong thanh đồng quang, dùng tay ôm lấy cái quan tài nhỏ, ra sức nhấc lên, nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào, trong lòng hắn vô cùng tò mò, rất muốn mở nó ra, nhưng căn bản không thể di chuyển nó được. Muốn vác cái quan tài này lên thật là không thực tế chút nào, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân đánh cuộc tính mạng mà thôi. Diệp Phàm thở dài, dốc thần tuyền bên trong ngọc tịnh bình vào miệng sau đó hắn lấy hạt giống kỳ lân thần dược và hòn đá nhỏ bảy màu ra lao lên đỉnh thánh sơn vào ban ngày cả chính tòa thánh sơn đều vô cùng yên lặng khí tức của hoang tuy vẫn rất đậm đặc nhưng kém xa vào ban đêm diệp phàm không ngừng uống thần tuyền hấp thu tinh khí trong hạt giống thần dược và hòn đá nhỏ bảy màu nên vẫn chưa già đi bao nhiêu hắn leo lên một ngọn thánh sơn chưa từng lên bao giờ từ xa đã nhìn thấy một vùng trong suốt sáng dịu có mùi thơm ngào ngạt bay tới Diệp Phạm nhanh chóng đi tới gần, nhảy vào trong sinh mệnh tuyền trì, đầu tiên là uống một trận, sau đó mới nhìn chăm chú vào thánh quả. Ở đây có bảy gốc cây nhỏ, toàn thân trắng nõn, ngay cả lá cũng như vậy, trong suốt sáng bóng, mỗi một gốc đều có một quả tròn như trăng rằm, màu sắc hơi khác với thân cây, nó có màu sáng bạc, như một phần trăng lơ lửng trên cây. Diệp Phạm lấy ra ngọc đỉnh, ngắt toàn bộ bảy ngân nguyệt thần quả này lại, cẩn thận đậy kín, sau đó lại đi về phía một ngọn thánh sơn khác, hoang nô vẫn chưa thấy xuất hiện, đây chính là cơ hội tuyệt hảo hắn muốn một lần ngắt lấy tất cả thần dược trên chín ngọn thánh sơn này trên một ngọn thánh sơn có năm gốc cây nhỏ như ngọc bích đang lay động tràn ngập đầy màu sắc mỗi một cây đều có một quả hình trái tim đỏ như máu xinh đẹp cướp ác giống như được tỉ mỉ mài từ hồng ngọc mà thành mùi hương tỏa ra thấm tận ruột sang. khi những cây nhỏ này lay động thì quả hình trái tim màu đỏ này cũng mờ nờ gờ động theo giống như năm trái tim thực sự đang đập tràn ngập sinh cơ và lực lượng mạnh mẽ Diệp Phàm nhanh chóng hái chúng xuống, chuẩn bị đi tới một ngọn thánh sơn tiếp theo, ngay khi hắn liếc về phía vực sâu thì đột nhiên sắc mật đại biến, thiên tuyền thánh nữ như lăng ba tiên tử đang bay lên trên. Diệp Phàm xoay người bỏ chạy, lúc này sinh mệnh lực của hắn còn tràn đầy, tốc độ cực nhanh, huyết khí màu vàng lượn lờ bên ngoài cơ thể, như một luồng thần hỏa màu vàng đang hừng hực cháy. Nhưng thiên tuyền thánh nữ còn nhanh hơn, nàng lăng không bước qua, nháy mắt đã tới gần hắn. Chậm rãi hạ xuống, tà áo tán phấp với, phong thái tuyệt thế, như một thần nữ từ trên trời hạ xuống. Nàng cũng không ra tay, chỉ nhìn thẳng vào hai chân Diệp Phàm, suy nghĩ gì đó đến xuất thần, trong đôi mắt có từng luồng sáng đang lưu chuyển. Diệp Phàm tâm tư mẫn tuệ, nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng, liền thúc dục tới mức cực hạn bộ pháp của lão phong tử, nhanh chóng lao về phía quan tài cổ. Quả nhiên đúng như hắn đã dự tính, thiên tuyền thánh nữ tóc đen bay múa, lăng không mà bay đi, chỉ nhìn thẳng vào hai chân hắn mà không có ý định ra tay, một mực quan sát bộ pháp kỳ dị này không lâu sau diệp phàm trở lại quan tài cổ chui thẳng vào sâu trong đó thiên tuyền thánh nữ dừng lại không tiếp tục đi theo thần sắc có chút đờ đẫn giống như đang cố nhớ lại cái gì đó vậy lão phong tử còn chưa chết ta cũng không biết hắn là sư huynh hay là sư thúc của ngươi diệp phàm truyền âm thiên tuyền thánh nữ rời đi không một tiếng động nhoáng một cái thì bóng dáng đã hiện lên trên đỉnh thánh sơn lại nhoáng một cái nữa thân hình đã biến mất trong vực sâu lần này diệp phàm không ra nữa bắt đầu bế quan luyện hóa ngân nguyệt thần quả cùng với quả màu đỏ có hình trái tim thu được. Từng làn sương mù trôi nhẹ, phát ra mùi thơm nước mũi, trong nửa tháng qua, cả người Diệp Phàm trong suốt, ánh sáng chói mắt liên tục di chuyển trên thân thể, trông như phi tiên đang di chuyển, huyết khí màu vàng mênh mông, tinh khí như sóng biển mãnh liệt cuộn trào. Điều kỳ lạ nhất chính là, ngay chỗ hắn ngồi có vài bức đạo đồ đang lượn lờ, vô cùng huyền ảo, phản phất như một vị thần đang hợp nhất với thiên địa, dẫn đạo nhập thể. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích vết thương đại đạo trong cơ thể đã chậm rãi khép lại một phần trong phiến thiên địa này mảnh vỡ pháp tắc thiên địa này vô cùng hữu hiệu đối với hắn soát hắn mở đôi mắt từ bên trong bắn ra hai luồng thần mang trong nửa tháng này hắn đã luyện hóa được ba ngân nguyệt thần quả và hai quả hình trái tim nếu mỗi loại thần quả đều luyện hóa hai ba quả tất nhiên sẽ có thể chữa lành vết thương đại đạo tinh khí toàn thân hắn mênh mông vài tấm đạo đồ không hoàn chỉnh lượng lờ quanh thân thể không ngừng có lạc ấn tiến vào trong người hắn Diệp Phàm đứng dậy, đi tới cái quan tài nhỏ bên trong, dùng sức lay chuyển nó. Ken. Động đậy rồi. Hắn đã làm cho tiểu quan này nhúc nhích được. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, bên trong tiểu quan này rốt cuộc là có thứ gì? Hắn dùng lực cậy nắp quan tài, muốn mở ra xem bên trong có thứ gì. Ông. Ngay khi quan tài nhỏ động đây, cả quan tài lớn cũng rung động, các loại đồ vật bằng đồng đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhất là bức tinh không đồ lại càng kỳ dị hơn nó như một mảnh tinh không chân thực, các vì sao liên tục lóe sáng. Bầu trời mênh mông, tinh không vô cùng vô tận, tối đen, lạnh như băng, không có chút sinh cơ nào, chìm trong sự cô quạnh vĩnh hằng. Một tinh không cổ lộ nhanh chóng hiện ra, nhỏ như một sợi tơ, Diệp Phàm thật sự kinh ngạc. Tinh không cổ lộ này vĩnh viễn không có nơi khởi đầu, là do ai mở ra, hướng đến đâu? Là tử vi cổ tinh, hay là một tinh vực càng thêm thần bí và cổ kính khác nữa? Trong quan tài lớn bằng đồng này tràn ngập khí tức thần bí, các loại đồ vật được khắc trên bề mật bằng đồng đều lóe sáng ánh sáng phát ra cũng không quá chói mắt lúc sáng lúc tối lớp đồng rất dày cũng không thể che đi những bức đồ hình khắc mơ hồ khắc trên đồng thau có tiên dân thượng cổ nhìn lên bầu trời có vị thần thời viễn cổ trên mật đẫm nước mắt lúc này dường như bọn họ đều có được sinh mệnh xuyên thấu qua lớp đồng màu xanh dày đặc khiến người ta có cảm giác họ rất chân thực trong lòng diệp phàm thực sự rất rung động hắn buông cái tiểu quan ra cẩn thận nắm giữ tất cả những điều này muốn quan sát tất cả, tìm hiểu huyền cơ bên trong đó. Lại có nhiều thêm những bức khắc bằng đồng lóe ra nữa, có thần điểu chính đầu hung tàn đang dương cánh bay lên cao, che phủ bầu trời, có sinh vật nghịch thiên đấu chiến thánh viên đứng sừng sững giữa các đám mây, chiếc côn như muốn phá vỡ trời cao. Có cả hung thú được ghi trong sơn hải kinh là thao thiết, cùng kỳ và các loại ác thú khác, càng có nhiều các sinh vật khổng lồ tên hơn nữa, hình thể khổng lồ, bộ mặt dữ tợn, trông rất sống động, khiến người ta phát sợ thứ diệp phàm chú ý nhất chính là tấm tinh không đồ nó rất chân thật và thâm thúy liên tục biến đổi khiến cho người ta cảm giác được bầu trời ngoài mênh mông ra thì cũng chỉ là mênh mông hơn nữa khí tức lạnh băng và hắc ám ập thẳng tới mặt hắn hắn muốn nắm giữ lấy tinh không cổ lộ kia nhưng sợi chi nhỏ đó kéo dài quá nhanh không ngừng sinh sôi hủy diệt căn bản hắn không biết làm thế nào để vượt qua vùng tinh không đó được bạn đang nghe kể chuyện tại kênh youtube đô năm phút review do trong tinh vực vô cùng vô tận này hắn không có tọa độ để tham chiếu căn bản không thể nhận ra đâu là chỗ nào được một vùng tinh không khác hoàn toàn không giống với tinh vực này không biết có phải là do góc nhìn khác hay không thái sơn huỳnh hoặc cổ tinh cấm địa thái cổ tiếp theo là hướng tới tử vi cổ địa tinh hay sao diệp phàm lẩm bẩm trong lòng không hiểu sao có cảm giác kinh dị soát ánh sáng lại lóe lên một cái các bức đồ hình khắc trên vách tường đều mất đi ánh sáng nhanh chóng ảm đạm giống như nó có liên quan đến quan tài nhỏ này nếu không động vào nó thì tất cả sẽ bình tĩnh lại quan tài nhỏ bên trong quan tài to lớn này chi dài bốn thước rộng không đến hai thước phong cách cổ xưa ảm đạm có những bức đồ hình cổ được khắc trên mặt bao phủ bởi màu đồng xanh khắc đầy dấu vết tan thương thời gian ken dịp phàm ra sức kéo hắn muốn mở cái nắp quan tài này ra trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn rốt cuộc thì có nhân vật nào được mai táng bên trong quan tài kéo bằng chính con rồng ông quả nhiên khi hắn động vào tiểu quan thì các loại đồ hình được khắc đều lóe sáng tràn ngập cảm giác thần bí ken Diệp Phàm cảm thấy như đang lay một ngọn núi vậy, quan tài này nặng như một ngọn núi lớn. Hắn dùng hết sức, toàn thân phát ra ánh sáng vàng như hoàng kim đúc thành, khí huyết màu vàng sôi trào, thánh thể bất diệt cùng rung động cả xương cốt toàn thân, phát ra tiếng kêu kèo kẹt, dường như sắp vỡ ra. Oanh. Trước cuộc, hắn cũng mở ra được một chút nắp quan tài, lộ ra một khe hở, từ trong đó tràn ra một luồng khí hỗn độn, lập tức đánh văng hắn ra ngoài. Thánh thể cường đại như vậy mà cũng bị đánh thủng một lỗ có thể nhìn xuyên từ trước ra sau, nếu không phải khối đồng xanh trong khổ hải nhẹ nhàng chấn động, hấp thu luồng sương mù hỗn độn khí, thì vừa rồi hắn đã bị biến thành bột miệng rồi. Diệp Phàm hoảng sợ, thứ này thật đáng sợ, trước một tia hỗn độn khí mà ngay cả thánh thể tiểu thành cũng không khác gì một tờ sấy, căn bản không ngăn cản được chút nào, kết quả này khiến lòng hắn phải chấn động. Hắn vội vàng uống thần tuyền, trị liệu vết thương, hắn cũng không muốn vết thương đại đạo đang chuyển biến tốt lại bị quan tài nhỏ cổ quái này phá vỡ ra, tinh khí tràn ngập thân thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển. Trong lòng Diệp Phàm rung động, rốt cuộc thì bên trong tiểu quan này có thứ gì? Có thể tụng ra từng tiếng thiên âm, rất có thể là một bộ cổ kinh, lại tràn ra một luồng hỗn độn khí, rất có thể sẽ là chí bảo, nếu mà là một thi thể thì thực sự là rất khủng bố. Rất lâu sau, vết thương của Diệp Phàm mới khép lại, hắn tất nhiên không dám tiếp tục mở nắp nó ra nữa, bởi vì rất có thể có tuyệt thế sát khí lao ra. Hắn thông thả bước bên trong quan tài lớn, cẩn thận quan sát từng bức khắc đồ, càng nhìn kỹ hắn càng kinh hãi, trong đầu sinh ra vô số ý nghĩ kinh người. trong tinh vực mờ mịt có rất nhiều bí mật, tinh không cổ lộ không có điểm cuối, không biết điểm kết thúc ở đâu. vùng đất cổ kính mà thần bí này có lẽ chỉ là một đoạn trên lộ trình của nó mà thôi. chính con rồng kéo quan tài, có lẽ từ thời thượng cổ đã chết rồi. rốt cuộc là ai có thể làm được điều này? có lẽ mãi mãi không tìm được đáp án, mãi mãi không biết kết quả là gì. diệp phàm cân nhắc rất lâu sau đó cầm hạt giống kỳ lân thần dược và hòn đá nhỏ bảy màu đi ra khỏi quan tài cổ tới trước chính cái xác rồng hắn có chủ ý gì đó với chúng cho dù có phải là chân long hay là chỉ có hình dạng giống mà thôi thì khẳng định chúng đều không tầm thường chút nào cho dù là giao long thì chúng cũng đã tiến hóa đến cảnh giới khó lường rồi chỉ bằng việc chúng có thể kéo quan tài bằng đồng này đi lại trong tinh vực tới tận giờ vẫn chưa một nát cũng đủ để chứng minh tất cả rồi toàn thân chúng đều là báu vật vết thương đại đạo của diệp phàm vẫn chưa hoàn toàn lành lận nhưng thân thể đã khôi phục tốt rồi thần lực không ai sánh được bắt đầu muốn đánh chủ ý tới long huyết nhưng mà hắn vất vả một lúc lâu vậy mà vẫn không thể nhổ được một cái vảy rồng nào xuống cả đương hắn ra sức nhổ cái sừng rồng lên kéo tới mức lòng bàn tay tóe máu ra nhưng căn bản lại không thể kéo ra được chút nào hắn lại đi kéo râu rồng thiếu chút nữa đã đứt cả bàn tay của chính mình vậy mà cũng không lấy được gì đây là tuyệt thế thần tàn ta có được chúng nhưng lại căn bản không lấy được gì cả. Diệp Phàm thật sự hết cách, hắn còn thử nhất một con rồng lên, kết quả thì thấy nó còn nặng hơn một ngọn núi cao, hơn nữa lại còn có xích sắc nối với quan tài cổ bằng đồng. Chém không đứt, kéo cũng không nhúc nhích chút nào. Trong những ngày tiếp theo, hắn vừa dưỡng thương, vừa xem xét thanh đồng quan và chính con lồng, đáng tiếc cho dù biết rằng chúng đều là báu vật, nhưng hắn cũng không biết xử lý như thế nào cho phải. Cắt không đứt, lay không nhúc nhích, một núi bảo vật này mà không dùng được, không cách nào lấy được một đồng, đây thực sự là một chuyện rất bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Phàm đã ở trong cấm địa thái cổ này 20 ngày, trong phiến thiên địa thái cổ này, quả nhiên vết thương đại đạo đang từng bước chuyển biến tốt. Mấy năm trước hắn đã ngắt lấy hai loại thần quả, hiện giờ lại ngắt thêm ba loại nữa, trong chín ngọn thánh sơn chỉ còn lại bốn loại thần căn, hắn quyết định lại đi mạo hiểm một lần nữa. Lần này hắn rất thuận lợi, loại quả thứ sáu là một thánh quả giống như vầng mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ có hình tròn tự nhiên, một một quả đều lớn bằng nắm tay trẻ con. Loại thần căn thứ sáu này có tổng cộng 9 gốc cây nhỏ, cùng kết ra 9 trái cây, hắn ngắt tất cả, đật trong lòng bàn tay, chúng phát ra một quần sáng rực rỡ chói mắt. Trong thanh đồng quan tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hương thơm, ánh sáng lấp lánh, chỉ ngửi mùi thì đã có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác như đang phi thăng, tất cả lỗ chân lông trên người hắn đều nở ra, không ngừng được thần lực tẩy rửa. Đây thật sự là một phần thái dương, dược lực rất thần bí mà cường đại xinh đẹp trong suốt chi nhìn thôi mà đã khiến cho người khác phải say mê rồi dịp phàm lại bắt đầu bế quan tới ngày thứ sáu là hắn đã luyện hóa được hai thái dương quả màu vàng này một bức đạo đồ không hoàn chỉnh lượng lờ quanh người hắn lạc ấn nhập thể chìm vào trong vết thương đại đạo có thể thấy rõ ràng được miệng vết thương đang chậm rãi khép lại thương thế đang chuyển biến theo chiều hướng tốt cùng lúc đó thân thể hắn cùng xảy ra biến hóa xương cốt và máu thịt dường như cùng muốn tái sinh vậy Trước khi hắn tiến vào trong đây thì đã bị lực lượng của hoang đánh cho bị thương rất nghiêm trọng, ăn được 7 thánh quả thì cùng chi khôi phục đến trạng thái cường thịnh, hiện tại lại luyện hóa thêm hai thái dương thần quả màu vàng này, lục phủ ngũ tạng của hắn cùng chấn động, có dấu hiệu thoát thai hoán cốt. 3 ngày sau, hắn đã luyện hóa xong thái dương thần quả thứ ba, xương cốt toàn thân bắt đầu rung động, cơ thể nứt ra, bong lớp da cũ, sinh ra một thân thể mới. Thân thể hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, thoát khỏi hình dáng già nua, tràn ngập tinh thần và sức sống. Thân thể còn cường đại hơn trước kia rất nhiều lần. Hắn giữ lại 6 thánh quả màu vàng này lại, do mảnh nhỏ pháp tắc thiên địa trong chúng là giống nhau, nên quẩn không có tác dụng với vết thương đại đạo nữa. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.